Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 20 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ dự khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2019-2021. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Văn Lâm tổ chức phiên giải trình tại Hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện. Hội nghị trực tuyến ngành y tế triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt tại các bệnh viện. Thôn Đông Khu tiêu biểu trong phong trào khu dân cư 3.0. Nhiều địa phương đầu tư cải tạo xây mới nhà vệ sinh trường học giúp các em có nhà vệ sinh sạch sẽ trong năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Tỉnh ủy Hưng Yên, phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2019-2021. Tới dự có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tiến sĩ Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực 1, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ khung tập trung gồm 90 học viên. Trong 2 năm học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về những nguyên lý khoa học, cách mạng của học thuyết Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở lý luận và thực tiễn đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những kiến thức mới về chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế. Với phương pháp dạy và học mới, tích cực theo hướng tự học, tự nghiên cứu, sẽ giúp các học viên nâng cao năng lực tư duy khoa học, phương pháp lãnh đạo, quản lý. Phát biểu tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ nhấn mạnh, công tác đào tạo bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vững mạnh, được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, nắm chắc lý luận là nhiệm vụ quan trọng. Các học viên cần xác định đây là cơ hội để tiếp thu kiến thức lý luận, kỹ năng, kinh nghiệm lãnh đạo, tạo điều kiện nâng cao năng lực của bản thân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các học viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của Học viện Chính trị Khu vực 1 và Ban Quản lý lớp học, tập trung học tập, nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung khoa học. Trong quá trình học cần phải lưu ý gắn lý luận với thực tiễn, từ đó vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý đơn vị, ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách. Cũng trong sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Văn Lâm tổ chức phiên giải trình tại Hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện năm 2019. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Đại diện các ngành chức năng đã giải trình các vấn đề mà cử tri trong huyện và các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện quan tâm. Đó là việc tiếp nhận các doanh nghiệp đầu tư sản xuất trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015. Việc thực hiện đề án phát triển trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa để nâng cao hiệu quả kinh tế giai đoạn 2016-2020. Việc chi tiền cho quỹ hỗ trợ nông dân, những ưu điểm và vướng mắc cần khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đó, đề xuất phương hướng giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đặng Minh Ngọc đánh giá cao nội dung giải trình và các ý kiến chất vấn tại hội nghị. Qua đó, làm rõ trách nhiệm và hướng giải quyết nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực quản lý đất đai, việc đầu tư các đề án nâng cao chất lượng hàng hóa, phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện, đồng thời góp phần đưa hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện ngày càng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân trên địa bàn. Hôm nay, đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018 do đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Yên Mỹ. Huyện Yên Mỹ có hơn 2.500 người có công và thân nhân người có công đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với tổng số tiền khoảng 4 tỷ đồng. Số người tham gia kháng chiến được hưởng chế độ bảo hiểm y tế là gần 4.500 người. Năm 2018, huyện có 211 đối tượng chính sách trong diện được xây nhà ở. Huyện đã xây mới được 45 nhà ở và sửa chữa 77 nhà ở cho các đối tượng chính sách. Trong buổi giám sát, đoàn đã nêu ra để làm rõ các vấn đề về ngân sách và đầu tư nhà ở cho người có công và những trường hợp còn tồn đọng, không có trường hợp người trong diện chính sách là hộ nghèo. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy đề nghị huyện Yên Mỹ cần tăng cường công tác chỉ đạo,
quản lý và điều hành của chính quyền các cấp về chính sách và pháp luật đối với người có công và công tác kiểm tra giám sát, đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ để xảy ra sai phạm. Cần quan tâm đội ngũ cán bộ chính sách để nâng cao năng lực, nắm vững chính sách pháp luật. Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong y tế. Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị cập nhật các giải pháp, chỉ thị, tài liệu hướng dẫn lựa chọn và triển khai các phương thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Hiện nay, cả nước có 30 bệnh viện với 15 ngân hàng hỗ trợ liên kết triển khai phương thức thanh toán viện phí điện tử theo hình thức quét mã QR trên phiếu viện phí mà không phải chờ đợi lâu. Kết thúc hội nghị, tại điểm cầu Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng phát biểu nhấn mạnh, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Các cơ sở y tế tại Hưng Yên cần đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Chương trình xin chuyển sang các thông tin khác. Với vai trò là đầu mối tiếp nhận hướng dẫn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và doanh nghiệp, sau hơn một năm đi vào hoạt động, Trung tâm Hành chính công đã tạo nên sự chuyển biến rõ rệt trong cải cách thủ tục hành chính tại thị xã Mỹ Hào. Trung tâm là tổ hợp nhiều cán bộ nhân viên ở các phòng ban trực thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã như Tư pháp, Kinh tế hạ tầng, Tài chính kế hoạch, Lao động thương binh, Xã hội, Nội vụ. Theo đó, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu làm việc có thể nộp hồ sơ bằng hai hình thức là trực tiếp và online qua cổng thông tin điện tử. Hồ sơ từng loại sẽ được cán bộ nhân viên tại trung tâm tiếp nhận thẩm định tại chỗ, sau đó trình lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã duyệt. Nhờ tính liên thông, việc giải quyết các thủ tục hành chính đã trở nên tinh gọn và hiệu quả hơn. Từ đầu năm đến nay, toàn thị xã Mỹ Hào đã tiếp nhận 1.590 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 1.471 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn là 1.455 hồ sơ, đạt 99,9%. Trước thì về làm các thủ tục một cửa này nó cũng có cái rườm rà, nhưng từ hôm mùng 1 tháng 5 lên thị xã, bây giờ tôi có lên làm từ cái sổ đỏ của bố chuyển sang con, được các cô hướng dẫn rất là chu đáo, lập tôi làm rất nhanh. Nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu khách hàng tốt nhất, truy cập nhanh nhất, Viettel Hưng Yên đang triển khai phát triển điện toán đám mây với đầy đủ các sản phẩm dịch vụ khai thác trên mạng Internet. Viettel Hưng Yên đã tuyển dụng sắp xếp lại bộ máy đơn vị, mục đích nhằm đáp ứng vận hành tốt nhất máy móc kỹ thuật phục vụ khai thác hệ thống máy chủ, máy chạm, nhằm lưu giữ cung cấp việc truy xuất dữ liệu thông tin. Theo đó, toàn bộ khối kỹ thuật gồm Trung tâm Công nghệ Thông tin, Phòng Kỹ thuật và Chi nhánh Kỹ thuật gồm 53 cán bộ, kỹ sư đảm nhận công tác vận hành các thiết bị phục vụ việc truy nhập dữ liệu của khách hàng và khắc phục sự cố không mong muốn xảy ra. Qua đó, 100% tài khoản thuê bao của Viettel khi cần truy xuất dữ liệu trên mạng do tập đoàn quản lý tại khu vực Hưng Yên đều đảm bảo đầy đủ dung lượng và thông tin khách hàng lưu giữ và truy cập khi cần tìm. Với các chuỗi sản phẩm điện toán đám mây của Viettel thì quý doanh nghiệp và các tổ chức đều hoàn toàn có nhiều lựa chọn về các hình thức cung cấp các sản phẩm tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của mình. Thì tại Viettel Hưng Yên thì rất hy vọng với những về cái hạ tầng có sẵn cũng như dữ liệu, sự đa dạng về sản phẩm của mình cũng như hệ thống kênh bán sâu đến tận các tuyến xã, thôn xã và với cái lực lượng mà chuyên gia về các IT cũng như công nghệ thông tin thì hoàn toàn có thể cung cấp cho khách hàng sản phẩm tốt nhất để xu hướng điện toán đám mây theo kịp cái xu hướng hiện nay. Để giúp các hộ nghèo vơi bớt khó khăn và từng bước thoát nghèo, những năm qua tỉnh đã chỉ đạo các ngành địa phương có nhiều biện pháp hỗ trợ động viên các hộ nghèo cận nghèo vươn lên trong cuộc sống. Từ tháng 1 đến hết tháng 8 năm 2019, các ngành đoàn thể địa phương đã phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hỗ trợ cho 9.620 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn theo chương trình tín dụng ưu đãi trên 2.480 tỷ đồng để phát triển kinh tế, xây dựng nhà ở, công trình vệ sinh nước sạch. Tỉnh trích ngân sách gần 70 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ 52 tỷ đồng cho trên 86.000 người nghèo, cận nghèo, người thuộc hộ nông nghiệp có mức sống trung bình, mua thẻ bảo hiểm y tế, trả tiền điện cho 9.900 hộ nghèo với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng, miễn giảm học phí,
hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa cho học sinh thuộc hộ nghèo trên 4,5 tỷ đồng, tiền ăn Tết là 3 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ, tặng quà động viên người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Vụ mùa năm nay, huyện Phù Cử gieo cấy trên 3.900 ha lúa. Hiện nay, nông dân trong huyện đang thu hoạch các diện tích lúa mùa sớm và tiến hành trồng cây vụ đông. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên các diện tích lúa ở Phù Cử ít sâu bệnh, lúa chịu hạt, năng suất, sản lượng đạt khá. Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được trên 500 ha lúa mùa. Song song với việc thu hoạch lúa mùa sớm, bà con nông dân đã xuống giống trồng cây mở vụ đông ở những chân ruộng thích hợp và trồng sen trong lúa. Hiện toàn huyện đã trồng được 300 ha bí và rau các loại. Huyện Ân Thi có gần 1.500 km sông trục kênh tưới tiêu nội đồng, trong đó hệ thống trục chính kênh tưới kênh tiêu qua các xã đều được đảm bảo kiên cố hóa bằng kè đá, đổ bê tông nguyên khối với tổng chiều dài 22 km. Những tuyến kênh nội đồng hàng năm đều được chú trọng đầu tư kinh phí để nạo vét, tu bổ nhằm đảm bảo tưới tiêu cho các diện tích đất sản xuất nông nghiệp của bà con. Ngoài ra, dự án phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi huyện Ân Thi khởi công từ năm 2017 với 13 hạng mục công trình được nâng cấp, tu bổ, đến nay đã hoàn thiện được trên 90%. Nhờ có hệ thống kênh mương kiên cố được xây dựng dẫn nước tưới cho các cánh đồng mà người dân trên địa bàn đã chủ động trong sản xuất, đảm bảo đúng cung thời vụ, giảm thiểu ảnh hưởng của thời tiết đến năng suất, chất lượng canh tác. Trong khi nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang phải vào cuộc xử lý vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp, thì một số xã phường trên địa bàn thành phố Hưng Yên mặc dù chuyển đổi cơ cấu cây trồng với diện tích lớn nhưng không có trường hợp nào vi phạm. Hùng Cường là xã có diện tích đất chuyển đổi lớn với 108 ha trên tổng số 300 ha đất nông nghiệp, trong đó có trên 130 ha chuối, 50 ha diện tích cây có múi. Khi mới bắt đầu chuyển đổi trên địa bàn xã cũng từng xuất hiện một số hộ gia đình chở nguyên vật liệu để xây dựng nhà tạm, nhưng ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền xã đã kịp thời ngăn chặn, không để vi phạm xảy ra. Nhân dân chúng tôi bây giờ là đang trong cái thời kỳ là đang chuyển đổi cây trồng, nhưng chỉ được phép là sản xuất và chuyển đổi cây trồng thôi, chứ không được phép là xây dựng nhà trên đất nông nghiệp. Vì vậy cho nên là bản thân nhà tôi cũng như là nhân dân thôn tôi và nhìn chung trong xã chấp hành rất tốt, không có một hộ gia đình nào là tự động trái phép mà xây dựng nhà trên đất 03. Ngay sau khi kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành, xã đã tổ chức họp đảng ủy mở rộng, sau đó triển khai tới bí thư chi bộ các thôn để tuyên truyền giúp nhân dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của kế hoạch, một mặt nhằm theo dõi để phát hiện kịp thời khi vi phạm xảy ra. Phải phát hiện sớm từ cơ sở và từ nguồn tin giao nhiệm vụ từ cấp ủy ban thôn của các thôn cũng như là các ban ngành đoàn thể, đặc biệt nhân dân. Trên cơ sở đó thì các cái đơn vị báo cáo thì nếu mà phát hiện sớm thì chúng tôi xử lý luôn. Tôi khẳng định một cái điều là đến lúc này Hùng Cường không có xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Đến nay phường Lam Sơn đã chuyển đổi được trên 200 ha đất nông nghiệp sang trồng cây ăn quả. Rút kinh nghiệm từ thời điểm trước khi để xảy ra một số công trình xây dựng vi phạm, phường đã giao trách nhiệm cho các ban ngành đoàn thể phối hợp với nhân dân phát hiện sớm và giải quyết dứt điểm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Kết quả, từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn phường không có trường hợp vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp. Chính quyền địa phương ấy là thường xuyên tuyên truyền cho từ chi bộ cho đến các cái đoàn thể nhân dân. Chúng tôi đều được biết, đều được học tập cả. Từ năm 2016 đến bây giờ là cũng chưa có hộ nào vi phạm. Ngoài ra, tại các xã Quảng Châu, Hoàng Hanh, Tân Hưng, mặc dù đều có diện tích chuyển đổi cây trồng lớn, song do thực hiện nghiêm kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, nên đến thời điểm hiện tại không có trường hợp vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp. Với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, những năm qua, đồng bào Công giáo thôn Đông Khu, xã Đức Hợp, huyện Kim Động đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 3.0 với các nội dung không tệ nạn xã hội, không ô nhiễm môi trường, không lãng phí hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang. Để thực hiện tiêu chí không tệ nạn xã hội, thôn đã lập ra tổ an ninh trật tự trên tinh thần tự nguyện của các thành viên với nòng cốt là lực lượng công an viên và cựu chiến binh. Tổ gồm 4 thành viên tại 4 khu dân cư để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là vào ngày cao điểm như ngày lễ Tết. Các thành viên tổ chức đi tuyên truyền vận động bà con giáo dân giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ vệ sinh môi trường của thôn hoạt động định kỳ 1 tuần 1 buổi chuyên thu gom rác thải, đảm bảo đường làng được sạch đẹp.
Một trong ba tiêu chí mà bà con nơi đây thực hiện tốt phải kể đến là không lãng phí, hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang. Sự nỗ lực vào cuộc của bà con nhân dân trong thôn đã được cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể đánh giá cao và tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Thời gian qua, huyện Khoái Châu đã xây dựng hàng chục điểm tập kết thu gom rác thải cho các xã nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, những bất cập trong công tác quy hoạch dẫn đến một số điểm không phù hợp phải đóng cửa. Đây là điểm tập kết rác để trung chuyển của xã Hồng Tiến, nằm ngay quốc lộ 39A, sau khi xây dựng khoảng 300 triệu đồng và chỉ hoạt động được thời gian ngắn rồi đóng cửa vì bất hợp lý. Tương tự, điểm tập kết xã Tân Dân với diện tích gần 200m² cũng được đầu tư 300 triệu đồng. Điểm này hoạt động được hơn một năm do lượng rác thường tràn ra lòng đường mất mỹ quan và gây phản cảm cho người tham gia giao thông nên đã phải rào lại. Năm 2017, huyện Khoái Châu đã đầu tư cho mỗi xã có một điểm đổ rác. Tuy nhiên, việc chọn vị trí để quy hoạch chưa phù hợp dẫn đến lãng phí và không hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, vào đầu năm học mới, bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục thì một vấn đề đáng quan tâm là công trình nhà vệ sinh trường học. Làm thế nào để học sinh có nhà vệ sinh sạch sẽ, không còn phải sợ khi đi vệ sinh ở trường? Ngay từ cuối năm học trước, huyện Phù Cừ đã đầu tư xây mới 11 nhà vệ sinh và nâng cấp cải tạo 15 nhà vệ sinh cho học sinh. Đến đầu năm học mới này, cơ bản các nhà vệ sinh này đã được đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu của học sinh về khu vệ sinh trường học đạt chuẩn, sạch sẽ, hợp vệ sinh. Từ khi nhà trường có cái nhà vệ sinh mới, em cảm thấy rất thoáng mát và sạch sẽ và không còn mùi hôi như trước nữa. Nhà trường thường xuyên tuyên truyền tới toàn thể các em học sinh về việc giữ gìn, sử dụng khu vệ sinh học sinh, làm nào để đảm bảo cái vấn đề vệ sinh hàng ngày cho các em. Nhờ sự quan tâm đầu tư của huyện và chính quyền các xã, thị trấn, mà đến nay 80% số trường học trên địa bàn huyện Phù Cừ có công trình nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh. Hàng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cừ rà soát kiểm tra thực tế những trường có nhà vệ sinh xuống cấp, chưa đạt chuẩn để trình Ủy ban Nhân dân huyện đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp sửa chữa. Đây là hình ảnh công trình nhà vệ sinh của trường Trung học cơ sở xã Quảng Lãng vào đầu năm học trước. Khu vệ sinh lạc hậu, không tự hoại từng là nỗi ám ảnh với các em học sinh. Trong năm học mới này, để khắc phục tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Lãng cùng với Hội cha mẹ học sinh đã đầu tư xây mới khu vệ sinh. Dự kiến vào đầu tháng 10, công trình này sẽ đưa vào sử dụng. Nhà vệ sinh này thì sẽ đảm bảo về tiêu chuẩn, thì đã đảm bảo tiêu chuẩn về số mét vuông trên học sinh và đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh cơ sở vật chất thì các trường học cần phải làm tốt việc dọn dẹp khu vệ sinh ở trường mình. Sau khi được Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang đầu tư xây mới 2 nhà vệ sinh vào năm 2017 và 2018, trường tiểu học xã Liên Nghĩa đã mua sắm máy phụt rửa, thuê người lau dọn nhà vệ sinh sau mỗi buổi học. Với số lượng học sinh đông trên 1.000 em, song hai khu vệ sinh của trường luôn sạch sẽ, đem đến sự hài lòng cho học sinh. Cháu cảm thấy nhà vệ sinh rất sạch sẽ, thơm tho. Vệ sinh của nhà trường là được chú trọng lên hàng đầu, vì xác định cho các em đến trường nó phải thoải mái. Và nó đến trường nó vui vẻ, chứ không thể là đến trường mà trong một cái tâm trạng là lúc nào cũng chỉ như là buồn bực và khó chịu. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh còn khoảng 400 nhà vệ sinh trường học bán kiên cố hoặc tạm bợ đang xuống cấp và chưa đạt chuẩn, chưa đảm bảo vệ sinh. Đây là vấn đề cần được ngành giáo dục và các cấp chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng trong thời gian tới, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về những giải pháp đảm bảo công trình vệ sinh, nước sạch trong học đường tại hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.